Thưa các anh chị thân mến, tôi là Thành Tắng, chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian vừa qua có rất là nhiều anh chị chúng ta, nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở thì mà trao đổi cũng như làm việc trực tiếp với các anh chị chúng ta đều có nhiều câu hỏi, trong đó có một câu hỏi mà Tắng rất là tâm đắc. Đó chính là câu hỏi như thế này: Tắng, anh chị đang sở hữu rất là nhiều bất động sản thì làm sao các anh chị chúng ta có thể phân loại những bất động sản để các anh chị chúng ta có thể dễ dàng trong việc quản lý cũng như là khai thác cái bất động sản một cách hiệu quả nhất, thưa các anh chị? Đây chính là cái mục đích cũng như là cái nội dung mà cái video này được làm ra để chia sẻ cũng như gửi đến cho tất cả các anh chị. Để trước khi mà trả lời cho các anh chị chúng ta thì Tắng cũng xin gửi lời cảm ơn những anh chị chúng ta đã dành thời gian để ngồi trao đổi làm việc với Tắng, cũng như nghe Tắng chia sẻ về cái thị trường bất động sản cũng như là những cái cơ hội đầu tư trong thời gian sắp tới. Thì trong clip này Tắng chia sẻ cho các anh chị chúng ta 5 cái loại bất động sản để các anh chị chúng ta dễ dàng quản lý cũng như là khai thác một cách hiệu quả như sau. Thứ nhất là bất động sản nhà ở, nghĩa là những cái bất động sản mà các anh chị chúng ta đang ở hoặc là có nhu cầu mua là muốn để ở, thì đó chính là bất động sản để ở nha các anh chị. Có thể là ngôi nhà đầu tiên hay là ngôi nhà thứ hai, hay là second home, hay là ngôi nhà mà các anh chị chúng ta ý định mua để ở. Hiện nay các anh chị chúng ta đã ở rồi, nhưng mà trong thời gian sắp tới thì chúng ta mua để ở, mục đích cực kỳ rõ ràng như vậy, thì đó chính là bất động sản để ở. Có thể là ở trong nội đô, hoặc là có thể là ở một vùng quen hay là một cái nơi nào đó mà chúng ta có cái hạch mua cũng như là ở trong thời gian sắp tới, thì đó chính là bất động sản để ở. Đây là bất động sản hướng đến nhu cầu thật mà các anh chị chúng ta luôn hướng đến và xác định một cách rõ ràng khi mà chúng ta quyết định chọn mua. Đó là một nha các anh chị. Thứ hai đó chính là bất động sản thanh khoản. Nghĩa là bất động sản thanh khoản thì là bất động sản như thế nào? Là bất động sản nằm ở khu vực trung tâm. Trường hợp các anh chị chúng ta cần bán hay là cần thanh khoản hay là chúng ta cần bán đi trong thời gian sớm, trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng hay là trong 1 tuần cho đến 1 tuần rưỡi, thì bất động sản thanh khoản này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta có được dòng tiền rất là nhanh, và nhu cầu mua cũng như là tranh giành cái bất động sản của các anh chị khi mà chúng ta chỉ cần giảm giá một chút xíu thôi, hoặc là khi mà chúng ta có nhu cầu bán ra thì rất là nhiều người có nhu cầu mua bất động sản của các anh chị và sẵn sàng công chứng cũng nhờ mua bán trong thời gian khoảng chừng 3 ngày đến 1 tuần hoặc là nửa tháng theo cái nhu cầu của các anh chị, mà chúng ta bán với giá thị trường cũng như giá tốt, chỉ cần thấp hơn một xíu hoặc bằng giá thị trường thôi là chúng ta có thể thanh khoản được rồi. Thì những bất động sản thanh khoản này thì nằm ở đâu? Thì thường sẽ là nằm bất động sản ở thời khu vực trung tâm, ví dụ như vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 5 chẳng hạn. Thì những bất động sản nơi mà có cư dân sầm uất, tất cả mọi thứ đã ready, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng phục vụ cho cư dân, cũng như là nơi mà có số lượng bất động sản cực kỳ khan hiếm nhưng mà có nhu cầu mua cực kỳ nhiều, nghĩa là cung ít cầu nhiều. Và ngoài ra nữa thì những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng hay là những cái yếu tố chờ trong thời gian sắp tới thì cũng đó là một trong điểm cộng của bất động sản thanh khoản. Tuy nhiên về bất động sản thanh khoản thì chúng ta cũng không kỳ vọng về yếu tố tăng giá gấp 4, gấp 5 lần, có thể là gấp đôi là yếu tố cực kỳ bình thường ở những bất động sản thanh khoản. Tuy nhiên chúng ta cần tập trung vào cái yếu tố liên quan đến cốt lõi của cái bất động sản mà các anh chị chúng ta có nhu cầu sở hữu hoặc là chúng ta phân loại. Nghĩa là bất động sản thanh khoản thì các anh chị chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ tập trung vào những bất động sản nằm ở khu vực trung tâm nha các anh chị. Trường hợp mà các anh chị chúng ta gặp một cái yếu tố liên quan đến công việc hay là chúng ta có một cái yếu tố liên quan đến giải quyết một cái việc gì đó mà chúng ta cần phải bán đi, thì bất động sản này, thanh khoản này sẽ rất lợi hại và giúp cho các anh chị chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn, hay là chúng ta làm được việc, giúp cho các anh chị chúng ta được việc vào cái lúc mà các anh chị chúng ta cần. Bất động sản thanh khoản này rất là quan trọng. Về lĩnh vực kinh doanh thì bất động sản thanh khoản này cực kỳ quan trọng, đóng vai trò cực kỳ quan trọng với những công ty hay là với những anh chị chúng ta cá nhân, hoặc là các anh chị chúng ta đang là những người kinh doanh hộ gia đình hoặc là công ty, hay là những các anh chị chúng ta đang đi đầu tư bất động sản chuyên nghiệp chẳng hạn, hay là các anh chị chúng ta đang sở hữu nhiều bất động sản, thì bất động sản thanh khoản cực kỳ quan trọng nha các anh chị.
Tại vì khi mà các anh chị chúng ta kinh doanh hay chúng ta làm một cái việc gì đó thì có hai yếu tố liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và tác động trực tiếp, đó chính là thanh khoản, nghĩa là dòng tiền, và thứ hai đó chính là đòn bẩy phía bên ngân hàng. Thì những cái bất động sản thanh khoản tốt như thế này á, thì khi mà thị trường tốt thì các anh chị chúng ta bán cũng nhanh, mà thị trường khó thì các anh chị chúng ta bán cũng nhanh, thì theo cái giá các anh chị mình đưa ra. Nhưng mà chúng ta không cần phải giảm giá cực sâu, hoặc là thời điểm khó khăn thì các anh chị chúng ta chỉ cần giảm một xíu thôi, chỉ cần thấp hơn giá thị trường trong mình khoảng chừng 200 đến 300 triệu thôi là các anh chị chúng ta đã thanh khoản được rồi. Và những công ty hay là những cái hộ gia đình hay là những cái doanh nhân hay là những cái anh chị chúng ta đang kinh doanh thì cái bất động sản thanh khoản này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta đang gặp khó khăn hay là chúng ta đang cần sự thanh khoản này đó phục vụ cho công việc riêng của các anh chị hay là gia đình chẳng hạn. Đó là cái bất động sản thứ hai mà các anh chị chúng ta có thể note lại để trường hợp các anh chị chúng ta phân loại bất động sản của các anh chị để chúng ta có thể dễ dàng quản lý nhé. Và cái loại thứ ba đó chính là bất động sản dòng tiền. Bất động sản dòng tiền á, thì là cái bất động sản mà chúng ta mua để cho thuê này, hay là những cái sản phẩm mà nằm ở nơi mà được định hình trở thành nơi mà có nhu cầu ở thật, hay là các anh chị chúng ta sẽ kiếm một cái dòng tiền khá là ổn định. Ví dụ một tháng các anh chị chúng ta có cho thuê, chúng ta thu nhập trung bình khoảng chừng 5-70 triệu chẳng hạn. Đó là những loại bất động sản dòng tiền. Và bất động sản dòng tiền này á, là những bất động sản cũng có yếu tố thanh khoản cực kỳ tốt. Tại vì cho thuê tốt chắc chắn là sẽ bán tốt rồi các anh chị, thường là như vậy. Thì những bất động sản dòng tiền này á, sẽ tạo nên một cái nguồn thu nhập thụ động đến cho tất cả các anh chị. Dòng tiền này rất là quan trọng khi mà các anh chị chúng ta an tâm là bất động sản đó có yếu tố thanh khoản cao và tạo ra dòng tiền cho các anh chị đều đặn hàng tháng, hàng năm. Thì cái mức hiện nay tăng quan sát thì với căn hộ thì ở tầm khoảng chừng 3.0 đến 3.5, có những bất động sản lên đến 4% trên một năm trên cái giá trị sản phẩm các anh chị chúng ta mua. Nhưng có những cái bất động sản thì ở tầm khoảng chừng 3% thôi. Đó là sản phẩm căn hộ, còn nhà phố biệt thự thì hơi thấp hơn một xíu. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái ưu điểm, những cái sản phẩm nhà phố biệt thự, những sản phẩm liền thổ thì cái giá trị tăng giá nội tại của bất động sản nó sẽ tốt hơn yếu tố cho thuê cũng như yếu tố dòng tiền. Nên các anh chị chúng ta lại chia nhỏ cái loại bất động sản dòng tiền ra là bất động sản căn hộ hay là bất động sản nhà liền thổ. Tuy nhiên chúng ta gộp chung lại là bất động sản dòng tiền. Những cái bất động sản dòng tiền này á, là cũng khá là quan trọng. Tại vì có rất là nhiều anh chị chúng ta có dòng tiền lớn thì chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta mua những căn ở vị trí đẹp, nằm ở vị trí shop house, hay là những nằm ở vị trí góc, kế góc, hay là đường biên, hay là những căn nằm ở tiền đường lớn, hay là những nơi mà là trung tâm của dự án hay khu vực đó để chúng ta có thể khai thác cho thuê cực kỳ tốt. Và chúng ta sẽ ưu tiên mua những mặt bằng rộng ngang 7, ngang 8 hay ngang 6 thì chúng ta sẽ mua được 2 lô, hay ngang 5 thì chúng ta sẽ mua được 2 lô liền nhau để sau này chúng ta cho ngân hàng hay có những showroom hay là cho những cửa hàng lớn, nhà hàng thuê lại với giá tốt, đúng không ạ? Thì đó là bất động sản dòng tiền, thì chúng ta có thể chia ra làm một hạng mục trong cái sản phẩm cũng như là cái tài sản của các anh chị khi mà chúng ta đầu tư bất động sản. Và cái loại bất động sản thứ tư đó chính là bất động sản sinh lời. Cái bất động sản này hiện nay tăng thấy chiếm tầm khoảng chừng 50% các anh chị chúng ta đang tập trung hướng đến, đó chính là bất động sản sinh lời. Bất động sản sinh lời thì các anh chị chúng ta có thể mong muốn là lời gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần, hay là nhiều hơn thế, hay là các anh chị chúng ta để lâu chúng ta quên nó đi, để tương lai một cái ngày đó thì bất động sản nó tăng thì các anh chị chúng ta bán, nghĩa là chúng ta cũng không có cần đụng đến. Thì đó là bất động sản sinh lời. Thì bất động sản sinh lời thì thường thì nó sẽ như thế nào, thì nó thành nổ vùng quen chẳng hạn này, hay là nơi mà đang trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nơi mà đang tập trung về nguồn lực cũng như là chiến lược của thành phố cũng như là của nhà nước, nơi mà có cầu đường trường trạm trong quá trình sắp tới sẽ kết nối hay là tiến hành xây dựng,
những yếu tố liên quan đến kiến trúc thượng tầng, ví dụ như sắp tới có những dự án, có những chủ đầu tư, có những quỹ đầu tư, hay là có những định hướng mà nhà nước của chúng ta sẽ làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhân mật đó, ở tại cái khu vực đó thì chúng ta mua đón đầu, đúng không ạ? Hay là chúng ta, hay là một cái dự án mà chủ đầu tư triển khai với số lượng hay là cái giá bán mà các anh chị chúng ta cảm thấy hợp lý với dòng tiền của anh chị chúng ta đang có, hoặc là có hỗ trợ từ phía bên ngân hàng không gốc không lãi trong vòng bao nhiêu lâu đó, thì chúng ta cảm thấy là hợp lý, ok, khu vực này tiềm năng, giá tốt, chủ tư uy tín, pháp lý rõ ràng, tiện ích đầy đủ, và cơ sở hạ tầng đang ở trong quá trình hoàn thiện, khả năng tăng giá tốt đó, ví dụ như vậy. Thì các anh chị chúng ta mua, chúng ta đầu tư và chúng ta kiếm lời trung bình khoảng chừng 1 lời 1 hay là lời 30%, các anh chị chúng ta bán chẳng hạn, hay là chúng ta để đó vài năm nữa chúng ta cho thuê gì đó, thì đó là những cái bất động sản sinh lời. Rồi cái bất động sản thứ năm cũng như là cái bất động sản mà Tấn muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, đó chính là bất động sản du lịch. Những năm thị trường bất động sản tốt thì có rất là nhiều anh chị chúng ta quan tâm đến bất động sản du lịch và mua rất là nhiều ở khu vực Cam Ranh này, Phan Thiết này, là Nha Trang này, là Phú Quốc này, Đà Nẵng và một nơi khác nữa, vài nơi khác nữa, đúng không ạ? Và những cái bất động sản du lịch này á, thì các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý, chúng ta phải đọc kỹ hợp đồng chúng ta mua. Nhưng các anh chị, tại bất động sản du lịch á, thì thường là sẽ họ sở hữu 50 năm, có thể là 70 năm, có thể là biệt thự hay là condotel, là căn hộ du lịch. Ở những cái loại bất động sản du lịch này á, trường hợp các anh chị chúng ta thường là sẽ có yếu tố liên quan đến cam kết thuê, đúng không ạ? Cam kết thuê mà lợi nhuận ăn chia với lại đơn vị quản lý hay là một cái đơn vị kiểm toán chẳng hạn với chủ đầu tư. Ở như vậy thì các anh chị chúng ta cũng phải xem xét rất là kỹ về cái bất động sản du lịch này. Theo Tấn thì tùy theo cái quan điểm cũng như là cái sở thích, và đặc biệt đó chính là cái mong muốn của các anh chị để chúng ta có thể phân chia một cách hợp lý. Theo Tấn thì bất động sản để ở thì chắc chắn là các anh chị chúng ta phải có rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta chia tầm khoảng chừng, ví dụ như cứ cho là 100% đi, thì chúng ta phải chia như thế nào cho nó hợp lý. Thứ nhất, bất động sản để ở, đúng không ạ? Thì chúng ta chia lên tầm khoảng chừng 20%. Bất động sản thanh khoản chúng ta chia làm 30%, là 50%, đúng không ạ? Tiếp theo, bất động sản dòng tiền thì chúng ta sẽ chia tầm khoảng 10%. Bất động sản sinh lời chúng ta chia 20%, và 10% còn lại thì bất động sản du lịch. Thì đó chính là phân chia bất động sản mà Tấn chia sẻ đến cho quý anh chị, để chúng ta có thể tham khảo nhờ các anh chị những cái câu chia sẻ mà Tấn trao đổi với các anh chị chúng ta như thế này. Đây chính là những lời chia sẻ theo cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức của bản thân Tấn trong quá trình tư vấn làm nghề trong thời gian hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đã học hỏi được rất là nhiều các anh chị nhà đầu tư chuyên nghiệp, và những anh chị chúng ta có nhiều kiến thức về tài chính để Tấn, bản thân Tấn đúc kết ra và Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Thì Tấn chia sẻ lại cho tất cả các anh chị chúng ta nhé. Bất động sản để ở thì chúng ta sẽ dành 20% cái giá trị mà các anh chị chúng ta đang có. Thứ hai là bất động sản thanh khoản thì các anh chị chúng ta dành 30% cái tài sản mà các anh chị chúng ta đang có. Thứ ba đó chính là bất động sản dòng tiền thì chúng ta sẽ dành 10% nha các anh chị. Chúng ta cũng không cần dành quá nhiều về bất động sản dòng tiền. Thứ tư đó chính là bất động sản sinh lời thì chúng ta sẽ dành 30%. Và cuối cùng là bất động sản du lịch, và chúng ta sẽ dành 10% trong cái quỹ tài sản mà các anh chị chúng ta đang có nhu cầu để mua bất động sản cũng như là phân loại bất động sản của mình. Để trường hợp các anh chị chúng ta đang có nhu cầu mua thêm cái bất động sản nữa, cần cái hỗ trợ tư vấn, thì Tấn sẽ là người trực tiếp hỗ trợ đến cho tất cả các anh chị. Và tôi là Thành Tấn, chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận ở khu vực vùng ven của thành phố. Kính chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc kinh doanh nhiều thuận lợi, và chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội đầu tư tốt, bất động sản an toàn, pháp lý đầy đủ rõ ràng và có khả năng sinh lời cao với những bất động sản mà các anh chị chúng ta đang hướng đến để chọn mua, và sớm chọn cho mình những bất động sản ưng ý. Và đặc biệt
là các anh chị chúng ta đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ Tấn cũng như là theo dõi những clip tiếp theo được chia sẻ bởi Tấn và các cộng sự các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, và hy vọng những chia sẻ của Tấn trong clip này sẽ mang đến cho các anh chị chúng ta một cái nhìn tổng quan cũng như có thêm những thông tin để chúng ta dễ dàng trong việc quản lý bất động sản của mình cũng như là phân loại, phân chia dễ dàng trong việc quản lý cái giá trị cũng như là cái dòng tiền cũng như là tài sản của mình một cách hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Đấy, khách nhắn quá trời vậy các anh chị. Đây, có một chị nhắn là mình đang quan tâm booking dự án The Global City. Có nhiều các anh chị nữa. Ngày hôm nay tăng tiếp khá là nhiều anh chị đang quan tâm đến những dự án mà Tấn đang triển khai. Và qua đây thì Tấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những anh chị chúng ta đã dành thời gian tìm hiểu những dự án mà Tấn đã triển khai. Và Tấn rất là trân quý những anh chị chúng ta đã inbox cũng như là đã hỏi Tấn về dự án. Và bản thân Tấn sẽ cố gắng hết sức để phục vụ cũng như hỗ trợ tư vấn các anh chị chúng ta những thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác và chi tiết nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.